Trung tâm điện tử Hành Phương xin hân hạnh kính chào tất cả các bác. Hôm nay thì anh Phương sẽ giới thiệu với các bác về hai modem dòng Neo, và đồng thời cũng cùng các bác trao đổi tư vấn về hai cái modem sản phẩm. Đó là một cái câu hỏi mà các bác mới chưa âm thanh, cũng như các bác chưa từng trải qua hai cái dòng loa, đó là dòng loa từ thường và dòng loa từ Neo. Thì theo các bác thì với mỗi cái dòng loa này, loa nào hay hơn và đặc điểm của nó về tính chất vật lý của nó khác nhau ở chỗ nào? Thì xin thưa các bác là với mỗi một đôi loa được sản xuất ra thì nó có nhiều cái yếu tố để cấu thành một đôi loa hay hoặc không hay. Thì đầu tiên chúng ta sẽ quan tâm đến cái gọi là cái bát của nó. Chúng ta quan tâm bát bởi vì ngoài bát ra nó còn liên quan đến cái cấu tạo thùng. Đấy là một cái công nghệ mà nghiên cứu không phải hãng loa nào cũng giống nhau. Cái thứ hai là hệ thống phân tần chia giải, nó cũng là cái khác. Còn quan trọng hôm nay là chúng ta đang đặt vấn đề về dòng loa từ thường và loa từ Neo. Vậy loa nào hay hơn? Thì xin thưa các bác là với loa từ thường, loa từ Neo, chúng ta phải hiểu về cấu tạo của nó. Thì cái mấu chốt của nó gồm một quả loa, nó sẽ gồm có màng loa này, là cái cũng quan trọng này, cái gân loa này, đúng không ạ? Cái gân loa, rồi là cái nhện giữ loa để nó tạo ra cái dao động. Đấy. Mặt khác thì chúng ta thấy rằng nó còn cái cuộn dây ở bên trong. Đấy. Cái gọi là cái côn loa. Rồi là cái mức độ dao động của loa, nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác. Vậy thì cái loa từ thường, loa từ Neo thì cấu tạo của nó, giữa loa từ thường thì nó cũng sẽ là một cục nam châm. Đấy, nó là một cái chất bằng thép, sau đó nó được gọi là từ hóa để tạo thành một nam châm vĩnh cửu. Thế còn loa từ Neo, đấy. Thì loa từ Neo thì thực ra nó là một cái công nghệ mới. Nó sẽ là bản rút gọn của loa từ thường. Đấy. Nó sẽ tạo ra một cái củ từ nhỏ nằm bên trong, đấy. Nằm bên trong của cái loa. Cho nên là cái loa từ Neo thì cái ưu điểm đầu tiên chúng ta nhận thấy đó chính là loa từ Neo nó như nào nhỉ các bác nhỉ? Chắc chắn là nó nhẹ hơn loa từ thường. Cho nên là khi chúng ta vận chuyển với loa từ Neo thì nó nhẹ nhàng hơn so với loa từ thường rất nhiều. Hoặc là chúng ta treo thì khi đó chúng ta sẽ thấy rằng loa từ Neo nó nhẹ, cho nên là cái treo nó sẽ ổn định hơn và nó an toàn hơn so với loa từ thường. Đấy là một điều mà chúng ta dễ nhận thấy nhất. Còn về đặc điểm của chất âm giữa loa từ Neo và loa từ thường thì xin thưa các bác là giữa loa từ Neo, loa từ thường, nếu như cùng một cái màng loa, cùng một cái côn, cùng một cái nhện loa mà giữa cái củ từ Neo và củ từ thường thì chất âm của nó hoàn toàn là giống nhau các bạn. Nếu như vậy, bởi vì thực ra là nói về cho cùng, giữa loa từ Neo với loa từ thường thì cái lực từ, cái từ tính của nó cũng là cái công nghệ gọi là dao động như vậy. Đấy là cái gọi là dao động cơ học vật lý. Cho nên là nếu như cùng là côn này, cùng cái màng loa, gân loa, nhện loa và vẫn cái thùng đấy, vẫn cái phân tần đấy, thì giữa sử dụng củ từ thường với củ từ Neo thì chất âm nó hoàn toàn như nhau. Còn nói về từ Neo mà nó hay hơn từ thường trong cái cấu hình đó thì em nghĩ rằng chưa đúng. Còn bác nào có quan điểm như nào thì hãy bày tỏ xuống phía dưới cho em cùng trao đổi. Thế còn tại sao mà chúng ta thấy rằng loa từ Neo chúng ta sẽ được ưu tiên hơn? Vì sao là như vậy? Thì chắc chắn rằng các bác sẽ có một cái gì đó, cái công nghệ mới. Từ Neo nó là một cái công nghệ mới, đúng không? Cho nên là khi đó chúng ta sẽ thấy rằng nếu như về sau này chúng ta sẽ thấy rằng là nhà sản xuất sẽ nghiên cứu và nâng cấp cái từ tính nó lên, làm cho cái lực từ nó mạnh hơn so với từ thường. Thì lúc đó từ Neo nó sẽ cho cái chất âm nó hay hơn. Đấy. Và một cái điều chúng ta dễ nhận thấy mà anh em chúng ta vẫn hay phân tích với nhau là loa từ Neo thì nó chất âm nó sáng hơn. Đấy. Và cái tiếng bát nó ít hơn, còn loa từ thường thì nó lực hơn. Đấy. Thực ra đấy là chúng ta đang gọi là mặc định rằng là loa từ Neo nó sáng tiếng, cái bát ít, thì chính là chúng ta đang so sánh giữa hai cái phân khúc. Em nghĩ rằng nó khác nhau, hai phân khúc khác nhau về hai cái cấu hình rồi hai cái công nghệ khác nhau. Thì cho nên là chúng ta mới đánh giá là loa từ Neo nó sáng tiếng hơn, gọi là loa từ thường thì bát nó mạnh hơn, lực hơn. Thực ra đấy là so sánh hai phân khúc khác nhau rồi các bạn. Đấy. Cho nên là chúng ta thấy rằng là với loa từ Neo thì đúng thật là nếu như mà với cùng một cái tầm đầu tư thì lúc đó chưa chắc đã nói rằng loa từ thường nó không bằng loa từ Neo đâu các bạn.
Đấy. Còn khi chúng ta mua thì thường chúng ta mua loa từ neo là đắt hơn, đúng không? Chúng ta thấy trên thị trường thì loa từ neo bao giờ nó cũng đắt hơn loa từ thường. Đấy, trong cái tầm giá thì chúng ta sẽ thấy rằng như vậy. Bởi vì là thực ra nên chúng ta mua đắt hơn thì nó ở phân khúc trên rồi, nó hay hơn loa từ thường là đương nhiên rồi. Đấy là một điều rất dễ hiểu các bác nhé. Và ngày hôm nay chúng ta đang được quan tâm đến hai dòng loa. Một là dòng loa Party House. Đấy, dòng loa này là dòng loa của Anh Quốc. Dòng loa này thì nó là một trong những cái cấu hình loa sử dụng cả bát neo và tem neo, dành cho những bác nào mà thích chơi loa cái tiếng nó nhẹ nhàng, thanh thoát và tí tách thì chúng ta sử dụng loa neo. Loa neo thì thường là cái bát nó ít hơn so với loa cổ từ thường một chút. Đấy là đặc điểm của cái dòng loa neo. Đấy. Đây các bác quan sát cho em. Cặp loa bãi xịn sò luôn. Đấy. Đến từ thương hiệu GT của Party House của Anh Quốc. Với cái trở kháng của nó là 8 ohm. Công suất đánh trung bình là 350 và công suất đánh cực đại là lên đến 700. Với độ nhạy của loa neo thì bao giờ cũng cao cấp hơn so với loa từ thường, nó lên đến 97 decibel. Party House các bạn. Đây đây. GT Party House. Cái dòng này thì nó giống như cái cấu hình của loa 6012 hoặc là loa 512 của JB. Đấy. Thì với cái cấu hình này chúng ta sẽ thấy rằng là chất âm của nó chúng ta thấy là quá hợp lý. Nếu chúng ta hát karaoke chúng ta cảm thấy hát với loa neo thì tiếng nó bay hơn so với loa từ thường. Đấy. Và khi chơi loa neo thì thường các bác hay gắn nó với một cục súp hơi nữa hoặc một cục sư điện nữa. Các bác sẽ có một cấu hình hoàn chỉnh và chất âm hay. Mời các bác thử cùng đánh giá và nghe về dòng loa neo này. Giá khoảng độ 10 triệu 500 ngàn đồng.
10 triệu 500 ngàn đồng chúng ta sẽ có một đôi loa neo như này. Các bác có thể gọi cho anh Vương với số máy 0971998555 để sở hữu một trong hai cặp loa này. Vâng, và đây là nội thất của những cặp loa mà anh Vương vừa giới thiệu. Chắc chắn rằng sau khi các bác mà xem xong cái nội thất này thì các bác cũng kết luôn giống như anh Phương ấy, bị chinh phục luôn các bác. Dòng loa neo thì nó là một trong những dòng loa mà cho cái tiếng rất hay các bác. Đây này các bác này, củ tép của nó này. À đây là củ bát, của Batty House, made by Batty House. Cái loa này không khác gì cái bát của thằng loa 512 với lại những cái dòng loa 515 của JB. Trông cái nhũ hòa là các bác nhìn này, tròn vo, tít đi luôn. Đấy. Trông phê lòi luôn. Ok chưa? Có 13 triệu em nghĩ rằng nó rẻ bẻo luôn rồi. Chất âm thì nói chung là tuyệt vời, chả có gì chê cả. Đây mà, Made by Batty House của GT đây. Đấy. Hệ thống phân tần của con này đây như mới luôn. Ui, toàn linh kiện xịn này, ngon chưa, phê luôn. Cho nó kêu nó được rồi. Đây này còn dòng loa của thằng DK này. DK bắt neo tép neo này. Ôi, trông cái bát này, made in England. Đấy. Anh Quốc xịn nha các bác nhá. Bát neo cũng to luôn. Bát neo của to. Hàng hai gân tròn. Đẹp không? Loa này đẹp, cấu hình của nó mạnh mà. Tép này. Nào 3 lớp này. Đấy. Made in England. Chơi những dòng loa đẳng cấp như này các bác khỏi phải suy nghĩ luôn. Phần tần gấu luôn nhỉ. Thiết kế cái phần tần 3 lớp dã man luôn. Đấy. Nguyên cái bộ phần tần này bán có khi là vài triệu rồi các bác. Này. Trông nó chất lừ luôn. Cứ bảo sao nó hay từ những cái thiết kế như này nó đã hay rồi các bác. Đây là về cái tem mác của nó này. Ok rồi. Như vậy là các bác đã được ngắm nhìn và xem chi tiết về hai cặp loa neo mà anh Phương giới thiệu. Những bác nào đã chơi loa neo rồi thì hãy cùng cho những cái ý kiến để chúng ta cùng chia sẻ về giữa hai dòng loa từ neo với từ thường. Xin cảm ơn các bác rất nhiều và các bác đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.